Kỳ lạ, sau khi đám tang đang được tổ chức thì người ta thấy bà đứng trước cửa nhà không một vết chạy xước, truy tìm gốc tích bà mụi trời ở đất Cà Mau. Vùng đất Cà Mau được con người khai phá 300 năm về trước. Vì nằm ở cuối bản đồ cho nên sự ổn định về con người nơi đây tương đối chậm hơn so với các vùng miền khác trên cả nước. Chính vì điều này mà đời sống nhân gian, những câu chuyện về truyền thuyết, giai thoại vẫn mang đậm cái dấu ấn của thời kỳ khai hoang mở cõi. Chủ đề được lưu truyền trong nhân gian và đa dạng nhất là những giai thoại về cọp. Ở đất Cà Mau, cọp nổi tiếng hung dữ và là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Nghề mụ vườn nghĩa là đỡ đẻ theo kinh nghiệm nhân gian, rất phổ biến vào ngày trước, thời mà điều kiện y học chưa phát triển, hầu như vùng nào cũng có những bà mụ vườn. Tuy nhiên, dân gian gọi là mụ trời hay thiên mụ, hàm ý là do trời sai xuống để giúp đỡ con người. Theo báo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, dựa vào lời kể của các cụ cao niên huyện Thới Bình, bà mụ trời có tên thật là Trần Thị Đệ, sống vào giữa thế kỷ 19 và đã từng đỡ đẻ cho thần cọp. Nội dung câu chuyện về bà mụ trời xảy ra ở Rạch Bần, quận Cái Nước. Ông Huỳnh Văn Liêm, năm nay 70 tuổi, là cháu đời thứ 5 của bà Trần Thị Đệ, kể lại lúc nhỏ ông thường được nghe kể về chuyện đỡ đẻ cho cọp của bà Sơ. Ngày trước, dân địa phương thường cất nhà sàn bằng cây nhum, cây kè để chống ngập nước và thú dữ, vì các gia đình trong vùng thường bị cọp đến quấy phá và bắt gia súc. Một đêm mưa, sau khi bà Đệ đã đỡ đẻ cho một hộ dân ở trong làng về nhà, thì bà nghe tiếng gầm gừ của cọp ở ngoài vườn. Bà cầm đuốc tới xem thì trong bụi xuất hiện một con cọp cực kỳ to lớn, lao tới chụp bắt bà và tha vào rừng sâu. Hàng xóm nghe tiếng la thất thanh của bà và tiếng gầm to của cọp nên đã kéo nhau đi tìm trong đêm. Tìm cho đến sáng chẳng thấy đâu, người dân đã chuẩn bị lo đám tang cho bà. Kỳ lạ, đến tối vài ngày sau khi đám tang đang được tổ chức thì người ta thấy bà trở về đứng trước cửa nhà trong hình hài không một vết chạy xước. Người dân đã tưởng đó là ma nên đã vái lại lia lịa. Bà ngạc nhiên liền nói: "Tôi đây chứ ma nào?" Nghe vậy, người dân đã rất mừng rỡ vì sự xuất hiện của bà. Hỏi ra, bà mới kể lại rằng đêm đó cọp đực đã tha bà vào một cái hang sâu. Ở trong hang, bà thấy một con cọp cái với chiếc bụng to đang gầm gừ vì những cơn đau. Bà biết là cọp mẹ sắp sinh nhưng vì lý do gì đó mà gặp khó, cho nên cọp đực đã xuống núi tìm bà giúp đỡ. Sau khi đỡ đẻ cho cọp mẹ tròn con vuông, bà đã ở lại hang ít ngày để chăm sóc cho mẹ con cọp. Mỗi ngày cọp đực lại đi kiếm trái cây rừng làm thức ăn cho bà. Khi cọp mẹ đã lại sức thì cọp đực mới cõng bà trên lưng trở về nhà. Chưa hết bất ngờ thì sáng hôm sau nữa lại thấy ai đem tới một con heo trắng nặng 80 kg đặt ở góc xoài trước sân. Người nhà thấy vậy liền đi hỏi thăm khắp xóm, thì cách đó khoảng 2 km có một nhà vừa bị cọp vào bắt mất heo. Biết là ông cọp trả lễ cho bà Đệ, nhưng sau khi trả heo về cho chủ cũ thì dân làng có lập cái ngôi miếu nhỏ để thờ, cầu mong ông cọp đừng có đến quấy phá dân làng. Câu chuyện về bà Trần Thị Đệ đỡ đẻ cho cọp cộng với tiếng tâm và đức độ của bà đã lưu truyền trong nhân gian. Khu vực ngã ba sông nơi gia tộc bà sinh sống đã trở thành địa danh ngã ba bà Đệ. Ngày trước, chỗ ngã ba này có dòng nước xoáy rất nguy hiểm, xuồng ghe khi đi ngang qua thường gặp nạn, nên người dân nơi đây có lệ cúng vái cẩn thận khi đi ngang qua khu vực này. Bên bờ sông còn có một ngôi đình cổ kính, đó là đình thần Tân Lộc mà người dân địa phương quen gọi là đình bà Đệ. Vào ngày 16 và 17 tháng 2 âm lịch hàng năm, đình bà Đệ tổ chức lễ hội có nghi thức rước sắc thần rất nghiêm trang cho quan khách và nhân dân địa phương cùng xem và lên đèn thắp hương thành kính. Ngày nay, khu mộ của bà Trần Thị Đệ và gia tộc họ Huỳnh vẫn được con cháu chăm nom thường xuyên. Nơi đây được xem là địa điểm minh chứng cho một câu chuyện ly kỳ có thật hàng trăm năm trước từ những cái buổi đầu khai phá vùng đất mới.